Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy cho lớp 6 thực hiện phép tính. Đây thầy cho cái đề như thế này. Mở ngoặc thầy trừ cho 6 đóng ngoặc lại. Cộng 14 cộng cho trị tuyệt đối của trừ 6 đóng trị lại. Cộng cho trừ cho 13. Cộng cho mở ngoặc trừ 14 cộng 13. Thì cái bài toán này thì người ta sẽ nhấn mạnh về hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là về bỏ cái dấu mở ngoặc, gọi là mở ngoặc. Và cái vấn đề thứ hai là về bỏ trị tuyệt đối. Khi mà bỏ cái ngoặc này, chúng ta nhớ một điều rằng là phía trước là dấu trừ thì chúng ta phải đổi dấu ở trong, đổi dấu ở trong ngoặc. Rồi còn cái trị tuyệt đối thì trị tuyệt đối của một số luôn luôn là một số dương. Nói dù có âm thì chúng ta bỏ trị ra nó cũng là số dương. Đây, cái bước đầu tiên thì thầy bỏ cái dấu này đi. Cái dấu ngoặc này đi. Phía trước này á, thì nếu như nó dấu cộng hoặc nó không có dấu thì được xem là nó là một dấu cộng hoặc gọi là dương. Ngay chỗ này không có gì gọi là dấu dương. Thì trên này chúng ta sẽ mở ngoặc ra thì cái này nó vẫn giữ là âm 6. Chỗ này là dương 14 hay là cộng 14 thì chúng ta viết lại, không có thay đổi gì hết. Còn chỗ này là dấu cộng chúng ta ghi lại. Còn trị tuyệt đối của một số âm thì nó ra là một số dương, là dương 6. Rồi cái chỗ này là một dấu cộng và một dấu trừ thì chúng ta mở ngoặc ra. Thì nó ra là dấu âm. Nhớ là cái dấu cộng và dấu trừ thì nó ra là dấu âm. Còn nếu như trường hợp chỗ này là mà dấu âm thì đây âm nữa thì ra dấu dương ha. Nhưng mà đây là dấu cộng. Rồi qua chỗ này nó giống y chang như thế này. Cũng là dấu cộng, dấu trừ. Chỗ này là dấu cộng, dấu trừ. Chúng ta mở ngoặc ra thì nó ra dấu trừ, trừ 14. Ở đây là cộng 13. Cộng 13 thì chúng ta ghi lại thôi. Ghi lại. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ làm gì đây? Bước tiếp theo thì chúng ta sắp xếp lại. Âm 6 thì ghi lại đây. Được. Âm 6 ghi lại. Rồi. Chỗ này là dương 6. Có nhiều em là bị nhầm lẫn. Khi mà chúng ta sắp xếp lại, mấy em đem cái con số 6 thôi. Mấy em không có đem cái dấu cộng theo thì nó sẽ bị sai. Được không? Tại vì cái dấu cộng này á thì nó sẽ ảnh hưởng con số đứng sau của dấu cộng đó. Cho nên khi mà chúng ta đem di chuyển đi chỗ này chỗ kia thì chúng ta sẽ nhớ đem theo cái dấu luôn. Nhà số 6 cộng 6 thì nó xuống đây. Đó. Cộng 14 thì nó qua đây. Rồi. Như vậy là âm 6 dương 6. Rồi ngay chỗ này chúng tương tự vậy. Âm 14 chúng ta sẽ đem lên đây. Nhớ nha, chúng ta sẽ đem theo cái dấu nha, không đem theo cái dấu là chúng ta sẽ bị sai. Rồi còn này thì chúng ta âm 13 thì chúng ta sẽ đem xuống đây. Rồi còn là dương 13 này chúng ta ghi lại, được không? Rồi mục đích thầy làm cái bước này để chúng ta sẽ dễ hình dung nha, dễ hình dung. Bây giờ ngay chỗ này là âm 6 và dương 6 như vậy là bằng là 0. Được không? Chỗ này là dương 14 với là âm 14 là cũng là bằng 0. Chỗ này là âm 13 với lại dương 13 vậy là cũng là bằng 0. Vậy kết quả chỗ này là coi như là bằng là 0. À, bằng là 0. Vậy là, chúng ta sẽ có những cái lưu ý gì cho cái bài này. Thứ nhất là chúng ta có hai vấn đề là bỏ trị tuyệt đối và bỏ cái ngoặc. Có hai cái chỗ đó thôi. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.